Tô Đình Khánh hé lộ giới tính con đầu lòng, khoe cơ ngơi mới cực xịn sò, fan lo lắng một điều. Kể từ sau khi kết hôn, vợ chồng Tô Đình Khánh và Trần Thương tiếp tục chăm chỉ làm việc để tích góp cho cuộc sống sau này. Theo như chia sẻ gần đây của Đình Khánh, nhờ chăm chỉ làm việc nên có tháng vợ chồng anh thu nhập khoảng 1 tỷ. Đặc biệt chỉ sau một tháng tổ chức đám cưới, chàng không chân vợ Oa thông báo tin vợ đang mang thai con đầu lòng và cả hai đang đón chờ ngày thiên thần nhỏ chào đời. Dù đang bụng mang dạ chữa, nhưng Trần Thương rất chăm chỉ cùng chồng livestream bán hàng trên mạng xã hội. Mới đây trên kênh TikTok của mình, chàng trai không chân đã đăng tải đoạn clip liên quan đến vợ bầu, vô tình hé lộ giới tính con đầu lòng. Cụ thể, Thương đang ở tháng thứ 3 của thai kỳ nên cô thèm ăn nhiều món. Trong đó, cô tỏ ra thích thú khi ăn chanh với muối tiêu. Vừa ăn, cô vừa tắm tắt, khen ngon và ngọt. Chứng kiến vợ bầu thèm chua, Tô Đình Khánh hài hước chia sẻ, ăn chanh mà bảo ngọt, không biết là hoàng tử hay công chúa. Ngoài ra, khi được vợ đút cho ăn chanh, Tô Đình Khánh cho biết mặc dù rất chua nhưng vẫn phải khen ngọt để làm vui lòng vợ. Mặc dù không khẳng định chắc chắn, nhưng anh Khánh bày tỏ, đây nha mọi người, không biết là con gái hay con trai mà ăn chua đây mọi người. Trời ơi, chanh mà kêu ngọt là mọi người biết rồi nha. Mọi người đón xem là con trai hay con gái, chanh mà kêu ngọt thì thôi. Anh Khánh hé lộ giới tính con đầu lòng qua chi tiết vợ ăn chanh mà thấy ngọt. Nhiều người đoán chị Thương mang bầu con trai thì mới ngén đồ chua như vậy. Dưới phần bình luận, nhiều người để lại lời chúc mừng cho cặp đôi và hy vọng em bé luôn phát triển khỏe mạnh, sớm ra đời gặp bố mẹ và người hâm mộ. Netizen cũng dự đoán thiên thần nhỏ nhà chị Thương đang mang là một cậu con trai vì chị đang ngén đầu chua. Một số bình luận của độc giả bên dưới bài đăng của Tô Đình Khánh. Chúc mừng vợ chồng em nhé, chúc bé con đủ ngày đủ tháng ra với bố Khánh mẹ Thương. Mọi người đọc lại bài cũ của Khánh sẽ biết trai hay gái nè, he he, mình đón em Thương là đẹp gái nhất nhà. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi. Nhiều khán giả để lại bình luận chúc mừng, đồng thời dự đoán và đưa ra nhiều lời khuyên cho đôi vợ chồng trẻ. Em hai đứa đều thèm chua, nhưng một bé là trai, một bé là gái. Mình ăn chua nhưng vẫn sinh con trai đây. Tùy thôi em ơi, chị sinh bé trai nhưng ăn ngọt, cháu chị cũng sinh con trai nhưng lại ăn chua. Đáp lại tình cảm của khán giả, Tô Đình Khánh thổ lộ, cảm ơn mọi người đã gửi lời chúc mừng. Bé trai hay bé gái, vợ chồng mình đều mừng cả. Mong mẹ và bé khỏe mạnh thôi. Có thể thấy sau khi kết hôn, Đình Khánh hết mực cưng chiều vợ, anh sẵn sàng đứng ra bên vực bà xã. Không chỉ vậy, theo một đoạn clip gần đây mà mình xem được, Tô Đình Khánh còn bày tỏ tình cảm với bà xã bằng việc mua nhiều món ăn vặt. Ngoài việc chăm sóc cho bà xã, Đình Khánh cũng rất tích cực làm việc. Mới đây anh còn khoe với khán giả mình đã chuyển sang chỗ làm mới, rộng rãi và tiện nghi hơn. Cụ thể, anh chàng đã có một livestream ngắn để giới thiệu về cơ ngơi mới của mình. Theo đó, không gian làm việc mới được chia làm 3 khu, bao gồm nhà kho, nơi đóng gói hàng và nơi nhân viên tư vấn bán hàng, chốt đơn online và cuối cùng là phòng livestream của vợ chồng anh. Nhiều người đã chúc mừng vì vợ chồng Đình Khánh ngày càng ăn nên làm ra. Tuy vậy, cũng có người lo lắng cho sức khỏe của chàng trai không chân vì phải chăm sóc vợ bầu, vừa phải lo liệu công việc. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.